Hàn Quốc thì xung quanh bốn bên đều là biển, thế nên mà người Hàn Quốc rất thích ăn hải sản. Và hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người một vài cái món hải sản mà người Hàn Quốc hay ăn. Con này tiếng Việt của chúng ta có thể gọi là con cua hoàng đế. Con này thì thường người ta sẽ nấu với phô mai, còn cái gạch của nó thì người ta sẽ trộn với cơm. Còn cái con này thì là người ta cũng hấp lên để người ta ăn. Thường ở những cái cửa hàng mà hải sản ở bên Hàn ấy, thì sau khi mua hải sản xong thì nó sẽ trực tiếp chế biến ở ngay tại đấy luôn. Thì mình mua xong sau đấy thì mình cầm lên cái cửa hàng, mình bảo người ta làm cho mình ấy, thì cái hải sản nó sẽ tươi ngon. Và ở đây nó cũng có một vài cái món mà muối giống như ở Việt Nam mình, mà ăn vị nó sẽ nhạt hơn một chút. Mình đã mua rồi, lần sau mình sẽ review cho mọi người nha. Xem các cái món ấy nó như thế nào mọi người ha. Ở bên này thì nó sẽ bán những cái loại hoa củ quả và nó cho vào trong những cái rổ nhỏ nhỏ, hoặc là nó cho riêng vào những cái khay mà mình sẽ mua. Còn đây là con cá phơi khô. Ở bên này thì cái không khí của nó khô hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình là cái khí hậu nóng ẩm, thế nên mà mình phải phơi dưới cái lớp nắng mà nắng to mới được. Còn bên này vốn dĩ là trong không khí của nó đã khô rồi, nhưng mà thành ra là khi mà mình phơi cá ấy, thì mình không cần phải để ở trong cái nhiệt độ là quá cao hay là cần phải trời quá nắng. Tại vì là